Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online hay, đỉnh cao của ngoại tỷ lệ khách vương thứ nhất đấu online trên Thiên Liên Tử Kỳ trong ngày 12 tháng 12 năm 2023. Đây là ván cờ mà vương cầm bên đen. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。Tới hình cờ trên sau phần cờ cho tiến tốt chiếu đến từ bên đen của vương thì bên tiên đã buông cờ xin thua. Đấy các bạn thấy ngay, An Xích Qua lập tức bị phần cờ cho tiến chiếu ngay và bình xe quay chiếu đến cục. Như vậy kênh Cờ Thủ Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.